Hello anh em, chào mừng anh em trở lại với kênh Máy Nông Nghiệp Lê Quân anh em ơi. Nay thì tiếp tục chuyên mục cập nhật kho máy nha. Thì lên máy Thái nhiều rồi, nay mình quay trở lại với hàng Việt Nam đi ha. Người Việt thì ưu tiên dùng hàng Việt. Nay mình lên cho anh em một em mẫu 4508 dòng VN ha. Lâu lắm rồi mới lên cái mẫu này. Thì con này cũng rất là ok em, còn rất là chuẩn ha. Đó, thì anh em mình đang quan tâm đến cái dòng 4508 Việt Nam thì có thể tham khảo cái này. Em sẽ đi mô tả chi tiết cũng như quay đầy đủ chi tiết cũng như báo cái mức giá cho anh em phù hợp ha. Con này thì nó trên 100 thôi anh em, chưa tới 200 ha. Anh em cùng theo dõi nha. Rồi thì em nói đây nha anh em, thì đối với cái dòng 4508 Việt Nam thì chỉ là dân dùng thôi, hàng Việt thì chỉ là dân dùng thôi. Con này mình cũng thu lại trong dân nhưng mà còn rất là ok ha, cũng qua cái công đoạn kiểm tra máy móc độ ok hết trơn rồi nha, nay mới quay lên giới thiệu cho anh em. Thì con này trước mắt anh em đặt vô thì ngoại hình tương đối đẹp, cabo xài rất là kỹ, dè bọng cũng vậy luôn. Mình đi với nhất là cabo, anh em nhìn thấy không, sơn là sơn si, nói chung thì con này tổng thể luôn nha, tổng thể là sơn si còn nguyên bản nguyên zin hết. Anh em nhìn cái cabo nè ha, rất là đẹp. Ở trên này thì do châm dầu thời gian thì nó sẽ chày ha. Đó thì cái này em sẽ hỗ trợ sơn phết hoàn toàn miễn phí cho anh em nếu mà anh em có nhu cầu làm đẹp sơn cái này ha. Về ngoại hình hai bên già em nó cũng còn rất là ok anh em, từ phần chót già thì do lâu ngày chảy nước thì cái này nó sẽ bung lên ha, cái này thì em sẽ sơn lại. Nói chung thì làm đẹp thì hoàn toàn miễn phí hết, từ phần chót cho tới phần trên luôn nè, rất là đẹp ha. Con này là gặt ghi là không có chảy bánh lòng ha, tại vì nếu mà anh em chạy bánh lòng lâu ngày gạ nó quấn nước nó bơi lên thì nó sẽ đứt nhằng này hết. Con này là chỉ chạy bánh thun thôi. Anh em nhìn cái vỏ sau tương đối đẹp nha, vỏ này thì nó độ hao mòn theo thời gian thôi ha, mâm ok luôn nè, mâm thì cũng đẹp luôn nè anh em ha. Đó thì xong xuôi cái này em sẽ sơn lại cho anh em hoàn toàn miễn phí nha. Nói chung thì em đang quay lên một con máy rất là nguyên bản luôn, không sơn phết giảm giá bất cứ gì cả ha. Bên trong nhà thì chủ trước người ta có hò lớp một lót keo hay chung cho gọi là gớp composite đó, chống thấm nước nè anh em, rất là ok luôn ha, cho nên dè phên nó còn rất là chắc chắn. Con này thì ghế là phần da gin ha, ghế là ghế Kubota, ghế gin của 4508, ghế nhỏ nha. Đó thì đa số thì nó sẽ cách bên đây là do anh em mình bước từ bên đó, anh em bước qua anh em hay đặt vào đây ngồi thì lâu ngày kể cả các dòng 50 cũng vậy luôn, nó sẽ cách bên đây qua trước nhất ha. Qua lăng em này còn rất là ok ha, bạc còn ok nè, bạc thun còn ok nè, không gơ lắc mạnh nè ha. Con này thì xài rất là ok anh em ha. Số là tình trạng là nguyên zin chưa trẻ nha. Số này anh em, đây số của em nó đây. Thì anh em xài máy thì anh em biết đó, đây là phần gon số của 4508 nguyên zin. Con này là nắp gùa cũng chưa giật luôn nha anh em. Đây phần nắp gùa của em nó đây, nguyên zin chưa giật luôn nha. Ha, rất là ok. Đó thì con này tình trạng xe còn rất là liền ha. Rồi bây giờ mình đi phờ tới phần trái tim em nó đi ha, động cơ. Thì 4508 VN sở hữu động cơ 2.2 lít gốc xám. Đây anh em. V2203 hay còn gọi là động cơ lốc xám á. Con này động cơ rất là bền luôn nha anh em. Phần động cơ là bao gin cho anh em nha, 4 co bét là nguyên bản nguyên gin chưa mở, nắp xe lắp cũng nguyên gin luôn ha. Con này là bao gin bao hơi ha, lớp bê nước chủ trước chưa mở luôn nè anh em, rất là ok ha. Về phần mâm vỏ đầu, hiện tại nó đang đi cái vỏ 818 mà dọa dạng vỏ 818 gai chạy nước anh em ha, hai bên nó xè ra nè. Đó thì cái này thì nếu anh em đem về anh em chạy nước thì rất là hợp lý. Còn nếu mà anh em muốn đổi là vỏ ra kia em sẽ hỗ trợ đổi cho ha, vỏ cũ thì đổi sạc ngang hoàn toàn thoải mái. Còn nếu anh em muốn lấy vỏ mới thì anh em phụ thu thêm xíu nha. Vỏ này là vỏ chuyên về chạy nước đây, hai bên luôn nè ha. Đó thì mâm cũng còn ok ha, cái độ dày của mâm cũng còn khá nè anh em ha. Đó thì mâm này mình xong xuôi mình sẽ tẩy cái lớp này ra, mình sơn lại, sơn rất là đẹp luôn anh em. Về phần cầu trước của em nó là nguyên zin chưa mở nha, anh em nhìn kỹ con ốc trụ nè, đây anh em xài máy anh em biết đó, ốc trụ đây, cầu chưa mở nha, sơn của đầu ốc còn nguyên luôn nè anh em thấy không, rất là ok ha. Về phần hai bên ốc ti phía trước và nẹp sườn nè anh em, rất là đẹp luôn nha ha. Con này thì đúng là dân xài nhà chạy rất là kỹ luôn anh em, xong xuôi về tắm rửa sạch dầu sạch mỡ luôn cho nên nó rất là ok. Anh em nhìn sơn nè ha, sơn là sơn toàn bộ là sơn zin hết, không đá đụng gì hết, hai bên luôn nha. Đây nguyên bản nguyên xi hết luôn nha anh em, rất là đẹp. Hiện tại thì nó đang bị cái xì cái phốt mayơ nè anh em ha, xong xuôi em sẽ hỗ trợ thay phốt, kiểm tra cầu trước cầu sau cho anh em hoàn toàn miễn phí. Cái này thì kiểm tra hoàn toàn miễn phí ha, cái nào hư hỏng xì như cái này em sẽ hỗ trợ thay cho anh em ha, thì cái này anh em an tâm. Đó thì con này thì nếu anh em muốn dọn sơn phết đẹp đẽ luôn thì cũng được,
còn em muốn lấy nguyên bản gì cũng được, đó là tùy anh em thôi. Tại vì cái phần bảo dưỡng sơn phết thì nó hoàn toàn miễn phí nha. Sơn thì em sẽ tẩy mấy cái này ra ha, xong xuôi em sẽ đồng làm sơn, chét bột, và nói chung là y như ô tô luôn anh em. Làm đồng xong xuôi chét bột, sơn lên, sơn lót sơn lên ha, rất là đẹp luôn. Đó thì mà động cơ và bơm thủy lực đây. Đó, tới phần bơm thủy lực của em nói là nguyên zin nha. Ốc đầu bơm chưa mở nha, và ốc đầu con cũng chưa trẻ luôn nha. Nguyên cái phần bơm này là bao zin cho anh em, còn rất là ok luôn. Anh em nhìn phần nẹp bên đây nè anh em, rất là đẹp nè, sơn si em bao cho anh em là còn nguyên bản hết nha. Rất là ok luôn. Đó, con này là chỉ xài gia đình thôi, cho nên rất là kỹ anh em ha. Đó, về phần cái bô là bô zin nha anh em. Đây, bô zin nè. Cái cổ bô còn rất là ok, còn rất là dày luôn nè anh em ha. Nẹp sườn bên tay trái của anh nè, em nè, nẹp sườn bên tay trái nè anh em, rất là đẹp ha. Sơn si là nguyên bản nguyên si. Đây, động cơ là nguyên zin 2.2 lít ha. Đó thì con này tình trạng là động cơ, bơm thủy lực, hộp số là nguyên zin ha. Đó, rất là ok. 4 năm mà lựa mấy con giống vậy là rất là ok anh em ha. Với lại mà 4 năm mà nếu mà không chạy bánh lồng ha, thêm một cái nữa là mà hộp số zin thì rất ít khi con nào nó hú lắm anh em. Thì máy cũ đương nhiên sẽ có, nhưng mà mấy con mà số zin với không chạy bánh lồng á là cái tình trạng hú nó rất là nhẹ ha, chỉ hơi nhẹ thôi, chứ máy cũ mà anh em kiếm không hú thì không có, trên đời không có vụ đó. Riêng cái dòng máy đời mới á thì nó xài nhông ngang, cho nên máy cũ chiếc nào cũng phải có thôi. Nếu anh em chạy nhiều thì nó hú nhiều, anh em chạy ít thì nó hú ít thôi, chứ máy cũ thì phải hú, có hú nha. Đó thì con này còn rất là ok. Rồi bây giờ mình lên cái động cơ để thử cho anh em nghe nha. Đó, động cơ còn rất là ok luôn, động cơ nổ còn rất là bén nha anh em. Tua lên cao lúc luôn anh em thấy không? Đây, tua lên nè, nha. Cái này nó tua lên không? Đó. Động cơ khỏe tua mình mới lên được vậy nha. Nha, con này thì động cơ là bao hơi, bao test, bao nước cho anh em. Anh em nhìn cái phần bơm thấy được em quay nó chưa có ghé nhiều nữa nè, cho nên là mình phải chắc chắn một điều là chủ nhà xước xài nhớt rất là kỹ. Tại vì cái phần nhớt nó rất là quan trọng nha. Cái phần nhớt nó sẽ nuôi cái hộp số của mình và nuôi cái bơm của mình. Anh em mà xài nhớt tầm bậy tầm bạ là lâu ngày cái bơm nó sẽ bị e liền ha. Nó tuy nó không có hư nhưng mà anh em quay gì nó sẽ e, tại vì bánh răng trong đây nó sẽ có độ mòn nhất định, nó sẽ e. Còn riêng mà cái bơm này nó còn rất là ok nè, em quay nè, em quay gần luôn mà nó không e luôn nè, anh em thấy không? Đó thì con này còn khá là chất máy ha. Nếu mà anh em muốn em dọn đẹp sạch sẽ về tới nhà cho anh em luôn thì con này nó rơi vào khoảng một tháng này. Hiện tại là bây giờ em để cho anh em mức cái hữu nghị luôn, nếu mà dọn đẹp sạch sẽ về tới nhà cho anh em luôn ha. Con này thì 1.7 nhỏ ha. Còn nếu mà anh em gần trong đây em sẽ bớt chút đỉnh tiền xe cho anh em, tại vì 1.7 nhỏ là bao vận chuyển về toàn quốc. 1.7 nhỏ là em dọn đẹp luôn nha, kiểm tra hot fit cầu kỳ, sơn phết hoàn toàn miễn phí. Vỏ đầu thì nếu anh em muốn đổi vỏ gai kia thì em sẽ đổi vỏ gai khô cho anh em. Anh em thích để vỏ gai nước thì vỏ gai nước cho anh em. Con này còn rất là ok ha, chất máy còn rất là tốt anh em. Thì cái mức em vừa nói thì bao gồm bảo dưỡng, vận chuyển về tận nhà tận nơi anh em luôn. Riêng mấy anh em miền Tây mà nếu mà có thích con này thì qua em sẽ để giá hợp lý hơn nữa, tại vì miền Tây thì đỡ phí vận chuyển hơn ha. Đó thì anh em mình có quan tâm thì hú em 4508, động cơ bơm số nguyên zin, xe còn rất là liền xe ha. Rồi anh em mình có quan tâm thì hú em nha. Con này thì 4 năm mà anh em kiếm về là rất là ok đó, tại vì dòng này nó không còn sản xuất nữa, mà riêng máy cũ về là còn rất là ok anh em ha. Rồi chúc anh em nhiều sức khỏe nha, có cần máy móc gì thì hú em. 4508 Việt Nam nha, anh em cần thì hú em sớm nha. Rồi cảm ơn em.